dạ rồi biết rồi. Vậy chứ mấy robot này con ra được, ba yên tâm. Đã gọi biết rồi. Em bị đâu ha? Ê, trời ơi cái thằng này thôi mày già chết đi tao con đó. Giờ tính sao bác sư? Con robot sắc cũ này nó rất là điếu. Để đối phó với nó, mình cũng phải biết thối giống như nó. Hả? Là sao bác sư? Hiện tại nó đang cần cái gì? Cần em. Thì ta sẽ giao em cho nó. Hả? Cái gì? Đưa tay đây nào. Mái bên nhau bạn nghe. Dù mắt cái gì? À, thì ra là ngươi. Nè đó, ngươi còn lỡ dở trước mặt ta hả? Nhiệm vụ giết sanh không lo làm, còn đứng đây nữa. Giết sanh kêu còn đứng đây. Ta đã kết liễu sanh rồi. Hả? Thiệt không? Làm gì mà đơn giản vậy? Giết sanh phải có xác của sanh. Xác của sanh đâu? Đây nè. Hả? Nè, sanh sanh nè bạn ơi. Bước gì vậy? Xác của Sanh nè, hiểu chưa? Robot. Người muốn thấy xác của Sanh, ta đem đến. Thả em gái ta ra đi. Đúng rồi đó, có Sanh thì thả em gái ta đi chứ. Cái này xác của Sanh đó hả? Tao nghĩ đây là hàng phá ke nè. Chị ba, tao kiểm tra thử coi. Sao ta chưa hàng phá ke hả? Hàng phá ke hả? Tao vậy, hàng phá ke hả? Hàng phá ke. Nó chết rồi sao nó lá? Tiếng của tao đó, tiếng của tao đó. Trời, tiếng của tao đó. Lỡ nhéo mạnh vô má. Ừ, cũng giống thiệt á. Nhưng mà tao còn nghi nha. Nghi gì? Vì nó là phát ke là. Ủa hả? Kiểm tra tiếp. Cho con trai của nó. Ôi trời ơi, nó đật kệ. Đâu có đâu, nó sẽ chết là biết địch. Ai địch? Ta địch á. Đó, anh trai nó chơi to nhỏ lớn, nó biết địch sao hả? Trời đâu có, tôi là đi trang á, không tin tôi địch cho coi. Lên đây. Ôi trời, thúi quá vậy, ai địch à? Ủa ai địch vậy ta? Mình chưa địch ra. Chưa địch hả? Tao đâu có địch đâu. Tao đâu địch đâu vậy ai địch? Xin lỗi. Quýt ở trái đất ngon quá. Ủa trái đất này gì luôn hả? Thiệt luôn. Đã hết tập này rồi. Các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông để đón xem tập tiếp theo nha. Nhớ ủng hộ team tại shop áo thế vũ.com. Cảm ơn các bạn rất nhiều.